Bảo là nơi đến trong chuyến về nguồn nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trước khi lên đường, đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh Long An đều mang theo trong lòng một sự nôn nao lạ thường. Sau khoảng 12 giờ lênh đênh trên biển, côn đảo đã hiện ra trước mắt vừa lạ vừa quen. Nhưng cảm giác thân quen là điều mà ai cũng có, mặc dù trong chúng tôi hầu hết đều là lần đầu tiên đến với đảo. Điểm đến đầu tiên của đoàn hành trình về nguồn lần này là nhà của chúa đảo trước đây, nay được sử dụng làm phòng trưng bày các di tích nhà tù Côn Đảo. Ngôi nhà như ôm trong lòng tất cả quá khứ và hiện tại của vùng đất Côn Đảo này, được trưng bày theo 4 chủ đề: Côn Đảo đất nước con người, Côn Đảo địa ngục trần gian, Côn Đảo trường học đấu tranh chính trị và Côn Đảo ngày nay trong lòng người dân Việt Nam. Phòng trưng bày đã cho thế hệ trẻ chúng tôi cái nhìn đầu tiên và hiểu hơn về sự khốc liệt của sự đấu tranh mà thế hệ cha anh mình đã phải trải qua trên mảnh đất này trong suốt hơn một thế kỷ tồn tại của hệ thống nhà tù Côn Đảo. Theo chân người hướng dẫn của khu di tích nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đến với điểm khởi đầu của hệ thống nhà tù Côn Đảo, được thực dân Pháp xây dựng và được củng cố phát triển thêm trong thời Mỹ Ngụy. Có lẽ không ai trong đoàn chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi bước qua cửa phòng giam số 6. Mô hình những người tù chính trị phải gánh chịu những xiềng xích của một nhà tù được cho là hà khắc nhất Đông Dương thời đó đã được tái hiện lại cho những ai đến đây đều có thể hiểu rõ hơn cảnh sống và sinh hoạt của tù nhân khi đó. Phòng giam này được gọi là phòng chết điển hình trong thời Mỹ Ngụy. Nhưng đây cũng chính là ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh bảo vệ khí tiết người tù chính trị Côn Đảo. Xiềng xích tù đầy có thể giam cầm, hành hạ thân xác nhưng không thể giam cầm được ý chí đấu tranh và lòng yêu tự do của con người yêu nước. Những bài hát ca ngợi đất nước, ca ngợi tự do vẫn được truyền đi từ phòng giam này sang phòng giam khác rồi vang lên mặc cho sự đàn áp của những kẻ coi ngục. Từ trong tù đầy, ý chí đấu tranh của những người Việt Nam yêu nước càng được hung đúc và tô rèn thêm ngày càng mạnh mẽ. Chính sự hà khắc của chế độ nhà tù đã rèn luyện thêm tinh thần bất khuất của những con người luôn đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc bị giam giữ tại đây. Trại Phú Hải được xây dựng năm 1862. Đây được xem là trại lớn cổ nhất, giam cầm những người tù đầu tiên được đưa ra Côn Đảo và cũng là nơi mang đậm dấu tích qua các thời kỳ lịch sử. Bao lớp người Việt Nam yêu nước đã bị giam cầm đầy đọa nơi đây. Từ những sĩ phu yêu nước trong các phong trào chống Pháp như Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, đến các chiến sĩ cách mạng trong đó có lãnh đạo đảng và nhà nước ta như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng. Xây dựng trại Phú Hải, chính quyền thời bấy giờ đã cho trồng thêm hoa kiển, xây dựng thêm cả những câu lạc bộ, nhà nguyện, nhà ăn để thể hiện sự quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần và chăm lo cả về thế giới tâm linh của những người được đưa đến đây. Nhưng thực chất, đây chỉ là để đối phó, che mắt dư luận trong và ngoài nước. Phía sau những bức tường, những cánh cửa buồng giam khép chặt lại là thế giới của những đòn tra tấn người tù dã man nhất. Rời phòng chết điển hình, chúng tôi được dẫn đến một bệnh xá trong trại giam. Tuy nhiên, vào trong chúng tôi mới biết hai chữ bệnh xá cũng chỉ là một hình thức để đánh lừa người khác của bọn thực dân đế quốc. Vì thực chất đó là nơi dụ dỗ mua chuộc những người tù. Chúng phát thuốc không đúng bệnh cho những ai không nghe theo lời chiêu dụ. Trước khi được đề lên hai chữ bệnh xá thì căn phòng này được nhiều người gọi là nhà tù trong nhà tù. Bị đưa vào đây, người tù phải làm những công việc khổ sai và chịu nhiều cực hình. Hai người tù bị xích chung một sợi dây xích và kéo lê một quả tạ. Những người tù bị cho là nguy hiểm sẽ bị giam cầm trong khu xà lim, bị biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, làm sức lực của người tù hao mòn và chuyện sống chết chỉ còn trong gang tấc. Tuy nhiên càng bị hành hạ càng gian khó thì tinh thần của những người tù chính trị càng vững vàng hơn. Bước đến khu vực đập đá dành cho những người tù khổ sai. Ai cũng như còn nghe vang vọng đâu đó bài thơ đầy khí phách của chí sĩ Phan Chu Trinh khi ông bị khổ sai trong khu vực này. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non, xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đạp dở mấy trăm hòn, mưa nắng càng bền dạ sắc son.
những kẻ phá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể việc con. Càng được hiểu thêm về hệ thống nhà tù Côn Đảo, những đoàn viên chúng tôi càng được hiểu nhiều hơn về ý chí kiên cường của thế hệ cha anh đi trước, những người đã không tiếc tuổi trẻ của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Hệ thống nhà tù chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ càng hà khắc thì ý chí quyết tâm vì tự do của những người tù chính trị năm xưa lại càng trở nên sắt đá. Những trận đòn roi tra tấn hay những hình thức tra khảo dã man của kẻ thù chưa bao giờ làm những con người yêu nước khuất phục. Với những người tù năm xưa, quãng thời gian ấy là một quá khứ bi thương nhưng rất đỗi hào hùng. Những hiện vật, những dấu tích còn lại không chỉ là bằng chứng tố cáo chiến tranh vô nghĩa, tố cáo tội ác của những kẻ xâm lược mà còn mang một giá trị tinh thần về lòng yêu nước, sự kiên trung của những người cộng sản. Còn với thế hệ hôm nay, đặc biệt là những đoàn viên thanh niên, thì đó là một bài học lớn để cùng phấn đấu, góp sức gìn giữ nền hòa bình mà nhiều thế hệ đi trước đã hy sinh cả máu xương mới giành được, cùng chung tay xây dựng đất nước trong thời đại mới. Lần đầu tiên tôi đến với Côn Đảo thì cảm nhận đầu tiên của tôi là Côn Đảo là một nơi ghi lại những chiến tích lịch sử. Sau nhiều quá trình thì Côn Đảo còn nguyên vẹn y như cũ. Thì qua quá trình tham gia các nhà tù thì tôi thấy là giai đoạn Pháp thuộc rồi thì rất ác với các anh hùng chiến sĩ của mình. Các anh đã giữ nguyên khí tiết của một người chiến sĩ để cuối cùng giành được độc lập tới ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ rất khâm phục các anh đã chiến đấu cho độc lập giữ quê hương của mình tới ngày hôm nay. Cũng vì sự tàn bạo của hệ thống nhà tù này mà hàng chục ngàn người tù chính trị đã không được một lần trở lại quê hương, không được một ngày nhìn đất nước trong cảnh thanh bình. Đa số những người nằm xuống nơi đây khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ ra đi vì đấu tranh, không chịu khuất phục, và chỉ được những người coi tù ở đây chôn vùi một cách sơ sài, chung trong một khu đất. Ngày nay, khu vực ấy đã được lập thành nghĩa trang Hàng Dương. Theo cách nói của người hướng dẫn đoàn, thì huyện Côn Đảo có đến hơn 26.000 dân. Trong đó hơn 6.000 dân hiện đang sinh sống trên đảo. Và nghĩa trang Hàng Dương này là mái nhà chung của hơn 20.000 người còn lại. Một cách ví von, làm cho người nghe không khỏi thấy xót xa. Hiện nay trong nghĩa trang đa số là những phần mộ vô danh, trên bia mộ của những người tù chỉ có hình ảnh của một ngôi sao. Thế nhưng không một ai lạnh lẽo trên mảnh đất này, bởi mọi người đều hướng về nơi đây như một vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những phần mộ ấy luôn được núi đồi che chở và những hàng dương ru các anh, các chú yên giấc trong cõi vĩnh hằng. Thắp nén hương tưởng niệm cho những người nằm xuống, những đoàn viên thanh niên chúng tôi như một lần nữa thể hiện sự quyết tâm, ra sức phấn đấu để xứng đáng với những hy sinh ấy. Trước đây thì chỉ được nghe những câu chuyện như là hay là những tài liệu về chị Sáu thôi, nhưng mà trong chuyến đi về nguồn này á thì được trực tiếp ước trên cái mảnh đất lịch sử năm xưa và được trực tiếp nghe những câu chuyện thực tế về chị Sáu thì lại càng thấy khâm phục về cái ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của chị Sáu, cái tinh thần không khắp khuất phục trước quân thù. Đối với thế hệ thanh niên chúng tôi ngày nay thì cần nên học hỏi tấm gương ý chí chiến đấu kiên cường của chị Sáu cũng như là các anh hùng liệt sĩ ở năm xưa để tiếp tục phát triển đất nước, xây dựng đất nước bằng cái tinh thần kiên dũng kiên cường. Nơi đâu cần có thanh niên thì thanh niên sẽ đóng góp sức mình. Qua cái chuyến đi này em học được thực tế là mình biết được cái cuộc như là cái cuộc chiến đấu của nhân dân ta ngày xưa, các đồng bào ta đã hy sinh và đã phấn đấu như thế nào để giành được như đất nước độc lập như ngày hôm nay. Bản thân em sẽ phấn đấu học tập theo cái tấm gương hy sinh của các ông cha ta ngày xưa, trong cái thời buổi ngày nay thì sẽ cố gắng học tập để phấn đấu trở thành một người chiến sĩ góp phần xây dựng cho cái cuộc cách mạng công nghiệp quá hiện đại quá của đất nước ngày nay. Đến với Côn Đảo trong chuyến hành trình về nguồn lần này, những đoàn viên thanh niên của Đoàn Khối Doanh nghiệp Long An bên cạnh tấm lòng hướng về những giá trị lịch sử còn mang theo những phần quà đến thăm những gia đình chính sách như một cách thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những người đã chịu nhiều hy sinh
mất mát trong đấu tranh cho độc lập tự do của đất nước ngày nay. Thời gian đã làm cho tuổi trẻ của họ qua đi, nhưng không khí của những giờ phút lịch sử mà họ đã đi qua chưa bao giờ phai nhạt. Ngoài ra, đoàn còn đến với học sinh nghèo hiếu học của huyện đảo. Những phần quà trao cho các em tuy không lớn, nhưng đã mang đến cho các em niềm vui để phấn đấu hơn trong học tập trên một huyện đảo còn nhiều khó khăn này. Sau chuyến đi này, bản thân sẽ tự học tập và rèn luyện, đồng thời sẽ giáo dục cho đoàn viên trong công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn để xứng đáng là cái đội ngũ mang tên Bác là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời để noi gương những bậc cha ông đi trước để cống hiến một phần sức mình vào sự nghiệp của đoàn, vào công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ mới. Đặc biệt của ông Đảo lần này thì phải nói là các bạn trẻ đã có một cái sự nỗ lực rất là lớn, tinh thần đoàn kết, rồi tinh thần tương trợ với nhau trong suốt cái cuộc hành trình. Đặc biệt là sau cái chuyến hành trình này thì các bạn trẻ phải suy ngẫm, phải viết được cái kế hoạch, rồi sau đó phải trở thành một báo cáo viên, một tuyên truyền viên để giáo dục cái truyền thống mà phải nói là cái thế hệ của cha đi trước để lại cho thế hệ hôm nay, rồi phải năng động sáng tạo trong công tác, phải làm một là phải thật sự là một chiến sĩ tiên phong trên tất cả các mặt trận, đi đầu trong cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và đặc biệt là phải là đội dự bị tinh gậy của đảng và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài những điều động lại từ chuyến viếng thăm những di tích lịch sử trên côn đảo, những đoàn viên thanh niên chúng tôi còn mang theo về đất liền hình ảnh trẻ trung yêu đời của những người lính đảo trong đêm giao lưu với thanh niên huyện đảo và tiểu đoàn công binh 792. Họ chính là những người tiếp bước xây dựng cho huyện đảo này ngày càng giàu mạnh và gìn giữ di tích lịch sử ấy thành tài sản của nhân dân, một thứ tài sản vô giá lưu truyền cho đến nghìn đời con cháu mai sau. Như lời của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói trong một lần về thăm lại nơi này.